chiếc pin nòng hạc sườn, chuốc nuống pan, bổ loài há phổn nong, sàn cải ma, san phỏng kiên rú nàng thanh phố sườn là, cò cướt xình ó, tiền tán càn trột, pháp hạp, họ tây kiên rú, khỏng dần mương. Tó nả viên nỉ, thanh phố sườn là, cò hòn khâng chiên báo, chủ luông cầm tó cắp phổn nong, tiền tán càn trột, cánh phan phao, nhài dần mương, ó xú bón tiếng àn, sáo cạp đình, tẳng tánh bón rú mớ tiếng àn, hở dần mương. Pin nòng bòm bấng phăng, cải bai tô lắng nỉ. Bừa nuống pan khỏng hạ nôm nhớ số sòng cánh số sàm nàng thành phố sơn là cò hèn mi ó hàng kỳ xíp bón chuốc càn trột nuống pan họt đây kín rú khỏng giận mương cuồng nằn mi sàm xíp hà chu hơn đẩy nhài sàn bày rú bón ứn nàng pưng xã chiêng sồm chiêng cò chiêng đèn hùa la cánh phương tổ hiệu bà số rú nàng bàn thế sườn xã chiêng sồm cò nhăng hê mết sàn sắn chơ chữ lau làng hơn khỏng trầu chuốc hắc đán xìa bừa nuống pan khòng phồn nong điền tán càn trột bừa mi ó phồn nhớ cuồng lại mử xương nằn pòm pu phái tăng làng hơn cò càn lông sở làng hơn khòng hơn bà diệt làng hơn hắc tán xiểm mết không nghe cái thấy cái gì cả chỉ nghe thấy cái hình khẩu mưa dâng non cỏ bọc nghìn năn nghìn nương sẵn trắng đẩy nghìn to xiềng phả phồn thùi xương nằn làng ma cỏ nghìn thó mà sở hơn khé hỏng khẩn hiệ hơn hắc đán đều lo đồ chai trắng tứ đe trắng hỉn hơn chẩu hát đắn nông nhà mình sẽ đổ xuống bây giờ sẽ... bừa mi ó tiền tán càn trột cuồng tinh cưn mử sao hạ cầm cánh khòn hung mử sao hốc cầm bườn pét làng hơn hàn mặn nà khòng chu hơn ai phúc rú bản hun xá chiếc cò cò chuốc càn hiếng lông cánh chắc măn chi hát đắn lông chưa đầu đẩy chính quyền tỉa phường cánh pò me tròi nhài về rú bón tiền an lâm côn tuần phủ cánh trường khòng khòng cá chu hơn cò tay nhận bào là do pha phun sạt lở hơn các hàn xe khay bản mương có rời hàng bón rú trường mở thế là khay xuống khỏi cổng quan hình lo là lại nhàn đến bón rú mới nè cảm ơn đảng và đất nước giúp đỡ hộ xuống khỏi đó cuồng pưng mử chậm nỉ biển báo nàng quam hiểm hài cò đẩy tẳng vay nàng kem hơn lung quần chơ nàng kem hơn lung mi xương chim hi ó tiền tán càn trột chính quyền tiểu phường cò nếu chưa hở tây hơn lung bày rú bón tiền an cánh văn làm le sòn xếp quý tiền vầy tròi chu hơn lung mi bón tẳng hơn rú qua cơn bão trong cải ma hơn sống khỏi cò phô phà phồn lái trên tà phẳng trột thế này cò bất đảm bảo an toàn luôn hương nó có rất là lo cho nên móng con các cấp có mi thẩm quyền mi biện pháp giải quyết an toàn sống khỏi nói anh đìn đán càn trột cò diệt nuống pan họ tây kín rú khòng lại chu hơn lại làng hơn cò chuốc hắc tán xiểm hết lại làng hơn cò chuốc càn hiếng chắc chi hắc tán lông chưa tàu vì mi ó tiền tán càn trột cánh tìn càn lốm lông cò mi xương chín huống pan họ tây kín rú khòng dần mương tỏ luông cùn văn phào thành phố sườn là cò tàng tỏ phôm chủ thương khanh cánh chớp năm hải luông cùn vẩy trào tẹt tiền tây kín rú hở dần mương xá chiếc cò thành phố sườn là mi sàm xíp dòng chu hân rú nàng phồng mi xương chim hi ó tiền tán càn trột nàng phương bàn ót noi ót luồng bản rau cánh bản hun cuồng thằn chết chu hân đầy nhài sàn vẩy rú bón ứn thành phố sửa là phòng cấp chính quyền tiểu phường cò tròi sửa pưng chu hân mỏi chu hân sàm xíp triệu mằn phòng cấp lại tàng trường cốc kén ướn cánh phân sòn xếp quý tìn vầy tròi dần mương mi bón rú tẹt tiếng lằng cài xíp mử bé hơn cánh nhài trên trường khòng bày rú bón tiếng an đẩy luông xổm trà khòng bàn chu hân ý soi phòng cấp sàm chu hân ướn đẩy nhài sàn bày rú bón ướn nàng bản hun xà chiếc cò tẩy sòn xếp chi áo họt sàm hỏi thưa môn tìn nàng pan hừng sòng hỏi thưa môn đìn bản huống khòng bàn đẩy luông tròi dừa khòng phò mẹ cuồng bàn luông bổng trời khòng chính quyên khòng xã cánh thành phố sửa là chu hân ý soi cò văn tẳng lau hân rú do trời mưa nhiều vừa phả phồn lại lại bón chớp đìn đắn cản trột lâu xã cánh thành phố có mắc kiểm tra cánh bo nhảy về rú bón ứn sẵn hoặc hay bản xã có bồng trời ta cũng ngay đi mi bón rú mắng tròi xung khỏi tẹt tiếng đê kín rú xung khỏi cỏ nguồn lắm mưng lại nhà nước rất nhiều.
Tênh mết chết chú hân đẩy nhảy sẵn về dù bón ứng nặng xa chiếc cỏ phân tẩy cấp đìn, té quý đìn, hà phân hoài khòng xã. Vậy nhận bào tiền ản lâm côn tuần phủ, trường khòng khòng dần mương nặng cuồng phòng, xa chiếc cỏ đang xếp tàm, làm le, chiên báo, níu chưa, tiết tần pưng chú hân, rú nặng phòng, mi xương chim hiót tìn tán can trột, báo kiên rú, cánh báo non nặng hơn. Tăng sòng, văn diệt hẻo triển hai, tròi dừa nhảy ót sụp bón máu, hở pưng chú hân. Mi xương chim hi ót tìm tán càn trột, tròi pò mè chào tẹt tiền tới kiển rú. Đến thời điểm hiện tại thì xã họ giàn nỉ xã cò sòn xếp đẩy quý tín vậy pưng chú hân khẳng khang nhảy về dù bón ứng đối cấp pưng chú hân khẳng khang tặng nhân cò xương bé hân vậy nhảy về dù bón ứng hư xã cò uẩn pa pưng bản tọp hôm chủng vụ cấp bón lươn xưa lò pưng chú hân nàng nhóm chú hân háp phảo tù tọp hôm dần quần cò xương cồng hàn nàng cuồng phòng vậy tròi pò me tặng lau hân rú chiêng sồm còn hòn hừng cuồng pưng xá chuốc nuống pan bổ tìn tán càn trột cá xá mi xíp sòng chu hân rú nàng cuồng phồng đầy nhài pè rú bón ứng tiếng an cuồng nằn xí chu hân nàng bản thế dườn cánh pét chu hân rú nàng bản bành vây nhận bào tiếng an lâm côn tuần phủ cánh trường khòng khòng dần mương chính quyến xá cò lập tan thảm kháo đồng viền cánh mi pưng luông bùn nhài chiên chào sòn xếp bón rú tiếng an hở dần mương chu hân ai cồng rú nàng bản thế dườn đẩy nhai sẵn bay dù bón ứng bừa pòm pu phái tăng làng hơn mi xương chi càn trột lông bừa chu hân ai mi bón tìn vầy tặng hân rú nàng bón tiếng an xương hàn cò đẩy chính quyền địa phương cánh dần mương nàng cuồng xã tròi tặng lau hơn tam vầy tè tiếng tới kín rú trước thì ở trên đồi thì mưa to quá có ni pha phồn hai rú nàng bón pu sùng hư báu rú đẩy sương năn trắng nhai đông ma sú nàng bón tắm ni tặng hươn cuồng san xíp mư lò heo móng cong cấp nửa tròi dừa tạc cùng hai tì vầy chu hân khảm bồn xà cha ni cũng trong 10 hôm xong bừa xà cha ma tang quý tìn nàng tỉa phường khách ni xá chiêng xồm tàng xếp tàm níu chưa sòn xếp dần mương bày rú bón tiếng an nàng hươn khòng tay hươn hò xong cánh sòn xếp bón rú nàng hơn phản hóa khòng bàn cuồng san thả sòn xếp quý tìn vầy tròi pò me nhài pê rú bón máu tỏ luông bùn vầy tròi pưng chu hơn chồng mi bón rú tiếng an tẹt tiếng tới kìn rú thành phố sửa là cò tàng tọp hôm lại tàng ngân cốc cánh pưng luông hanh ứn vầy làm le quý tìn sòn xếp bón rú máu tọp hôm hở pưng chu hơn đầy nhài sẵn họt khay có mi xá chiếng cò diệt lèo phía sòn xếp cánh tàng tặng tánh bón rú máu hở dần mương chúng tôi nhận công trình này từ thời điểm cạp, từ 20 vừa phà phồn tét bó chọp xồm phà phồn lại dương hàn còn luống pan họt tặng tánh công trình khay nỉ xung khỏi cò diệt heo tẩy thống càng heo và xương phà tét đường chọp xồm hư xung khỏi cò chi lông vỉa tướm chơ vầy nhằn bào cuồng vườn thóng đỏ mi xương thở dần hương nhảy mát rú nàng nỉ đầy họt sàn nỉ xàm xíp hà chu hân đẩy nhảy sẵn bày dù bón ứng nặng thanh phố cò nhàn tẩy ngơn tròi dừa vầy tặng hơn mẫu vầy nhàn bào tè tiêng tới kìn rú hằng hy hở dần mương thanh phố sửa là đang nhàn xanh lau pưng bón dần mương kìn rú nặng pưng phòng lòng tắm phòng pú sùng tọp hôm chú luông hanh vầy bàn phòng sòn xếp lau bón rú vầy nhàn bào tè tiêng cánh tiêng an hở dần mương về cái giải pháp lâu dài ma luông cùn cuồng gian hằng hy hư thanh phố cò đang nhàn xanh lau pưng bón dần mương kìn rú nàng pưng bón lòng tắm cò xương pưng bón pu sùng thành phố cò hượt họt ở việc cầm phong nàng pưng bón mi xương chim hiếu tìm tán càn trột vầy mi luông bàn phòng sòn xếp lò bón rú hà dần mương đẩy nhặt vào tẹt tiếng cánh tiếng an khách nhi hư là việc cầm phong cò đẩy tắt khẩn tinh mết vầy ní xỉa hướng xếp hải hà dần mương cái phòng ngừa cái những cái khu vực nguy hiểm đó bòm cắp pưng luông bùn đẩy chớp năm thành phố cánh pưng xá phương cò tàng tánh óp pưng luông bùn cầm tó cắp luông biến thái khòng pha tìn cuồng pưng vườn hạ bì tó luông chóng hanh khòng chính quyền địa phương cánh pưng chủng hút nuống pan cuồng hạ việc cầm phong phồn nong dần mương cò cần hòn khâng làm len nàng quam ma phà phồn tét nho sùng hùa chờ xiển xa cánh khăn khang nhảy bày rú bón tiếng an gión hoạt mức tắm xưa xiệt hài bổ phồn nong diệt ó